cho mình nhưng mà không biết là có mang về không. Thì cứ bài ăn chắc vừa mai đã cá rắn ở trong tủ mua cho mình, mà mình mua tất đậu luôn. Đang xem cái món ở trong TikTok với cả xem YouTube, mới hôm nay ở nhà mua lạnh mà xem người ta cái món gì nhỉ, đậu hũ hấp rau rán mọi người ạ, ngon lắm, xem cái thích kinh khủng luôn nè. Hôm nay mình sẽ làm món làm mâm đậu hũ hấp rau rán siêu to khổng lồ cho mọi người xem nhá. Mà để chưa làm bao giờ nhưng mà để dạy, tự tin dạy mọi người làm món này luôn. Mà để là fan chân chính món này đấy, nhìn thèm xem suốt, xem đấy, không linh tinh nữa. Dạy mọi người làm món này, tăng speed lên. Như thế này trồng muối ăn là hết giờ rồi đấy mọi người ạ.
giờ mình dán thêm cái này nữa, xong là chỉ làm thử mấy cái xong xem có ngon không nhé mọi nhé. Xong nếu mà ngon thì làm tốt chỗ này luôn, bao anh em trong team ăn một đua bê xô lết toàn là ốc đậu. Đến từ nó đây đi.
cái này rồi mà không nhận. Chúng ta mình cái nồi này nó mới nhận được ạ. Lúc nãy em đi kiếm cái nồi nấu bếp ga. Đấy, đợi sủi dầu lên. Thấy ở trên mạng người ta làm thế, nhưng mà người bán hàng người ta giấu cách cơ. Người ta không cho mình biết cách mới làm cái sốt này đâu. Đó, cho cái này vào. Ui, toàn là ớt nha. Ớt chỉ thiên đấy, cay xé lưỡi. Toàn ớt là ớt. Đó, ớt vào đảo nè. Để chung lên cái ớt rồi mình ạ. Không biết là nó cay đến chỗ nào nữa. Cho nhỏ nhỏ lửa. Mình sẽ cho gia vị vào nhé. Đây là đường trắng nhé. Cho một thìa đường. Một thìa rưỡi. Còn với cả đây là... Ui, ớt nó đông ấy. Ui, ăn xong rồi. Kiểu gì cũng xé lưỡi. Đây là mì chính nhé. Mì chính người ta gọi là bột ngọt. Còn đây là món... Thế rồi. Bắt đầu sánh lên. Uầy. Nó đang keo lại với nhau này. Như kiểu là mình thắng đấy ấy. Thắng nước hang để khô cá ấy mọi người ạ. Nó đang keo keo dính lại này. Wow. Khéo mình lại chế tạo ra món keo vẽ vẽ ấy. Kém ấy. Bắt đầu nó săn hết lại. Nó thành màu thống gì mới được nhé mọi người nhé. Trông cay chưa? Dã man rồi. Đấy, nó chuyển đổi màu cho mọi người ơi. Cho một tí nước vào này. Cho một tí nước vào cho nó sánh. Nhanh quá. Cái đường này nó cháy đen nhanh quá không ạ. Nhưng vẫn kịp. Máy không bị cháy. Quá ok. Cho thêm kẹo nước nữa. Thì nấu sệt sệt một tí nhá. Giá màu đẹp rồi mọi người. Bây giờ ra nước nước sốt này quá là đẹp luôn này. Đẹp chưa? Đây là đang trong nồi nhìn không rõ đâu nhá. Đây này, nó đỏ luôn này. Ngon đấy. Đợi nó sủi lại là ok. Ok, đây là món xong món sốt của Hoa Đệ rồi nhá mọi người nhá. Đây là sốt ớt nhá. Đấy, sốt ớt này. Đấy, xà. Bây giờ bắt đầu vào công đoạn chế biến cho mọi người xem đây này. Ok mọi người ơi, bước cuối cùng là cho
bình thường ấy, muối ăn ấy, muối hải châu hay là muối bột canh gì này. Pha vào, pha tiêu. Cái này cũng có tiêu rồi, nhưng ít lắm mà. Phải ăn nhiều tiêu tí. Tiêu nè, ăn tiêu đi. Thơm lức mũi này, thơm chưa? Ok nha. Không biết là có cắt thành công không. Dai mà nhỉ? Con dao này không được. Rồi, ok rồi mọi người ơi. Đấy, để từ lúc nó cũng nguội bớt bớt nhiều rồi mọi người ạ. Món này là ăn phải ăn thật nóng nó mới ngon. À, càng những cái trời mưa rét này, ngoài trời đang mưa to lắm, mưa bão luôn mọi người ạ. Thế nên chắc thế hội Ma Đại Ca mới lâu về rồi đấy. Trời ơi, kích thích chưa? Trời này đã đủ gia vị rồi đấy. Nhìn này, nhìn này. Mọi người vào đây xem. Ôi, nước ớt nha, shiso ớt. Nhiều à, mình ăn thích ăn nhiều muối tiêu ấy thì mình cho nhiều, người có nhiều người thích ăn nhạt thì cho nhạt. Vắt chanh vào này, chanh vào cái hạt này ra, kẹp pate. Nhà bên hàng xóm đang có cỗ mọi người ạ. Lần đầu tiên được ăn món đậu ốc rau răm, không biết vị của nó có ngon đâu. Với tất cả mọi người nha. Chúng đi chơi, xuống chơi gọi
còn về. Mà chỗ này tối hôm rồi, tối hôm rồi nhé. Mà chưa đi về, hay là đi ăn nhà hàng hay sao ấy. Không về, chắc là tối mới về. Dưới nhà hẹn hò, mình mà đợi cái món của Marika về á, thì có mà chắc chết đói. Sử dụng kỹ năng sinh tồn thức thừa của mình không nhỉ? Ăn đậu lắm rồi, hắn ngốc mồm, không biết cái là gì của họ. Bình thường nó lại cũng hay ăn cái những cái con đậu trắng ấy, vừa mua về bán. Thế là chồng muốn ăn luôn. Đáng lẽ mình phải tăng tế lên một thứ thú vị là nấu pate lên, mỗi ít gan bò lên, nấu pate lên, quét pate vào. Mấy cái bà bán bánh mì ăn sáng á, thất nghiệp, không bán được hàng. Món này ngon, ngon hơn bánh mì ăn sáng. Ai mà thích ăn thì xem clip của Ma Đệ học ăn sáng nhé. Nhưng mà nếu mà thấy ngon phải bổ cho Ma Đệ quả sẻ nha. Mới ăn một cân quá. Thời lắm à. Không biết thấm nhiều rồi tử một lần ăn cay giống kiểu Trung Quốc à, Trung Quốc, Trung Quốc trong miệng. Rồi, không biết cay nữa.